Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày Đinh Mùi tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi Tân Sửu, Kỵ Sửu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỵ Sửu, Đinh Dậu, Kỵ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành mộc cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỵ Sửu, Tân Sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Hoạt Điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương, xấu mọi việc, sao Tiểu Hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Nguyệt Hư, hay còn gọi là sao Nguyệt Sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Chu Tức Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, ngày hôm nay là ngày sát chủ, xấu mọi việc, sao Tội Chỉ, xấu đối với việc tế tự, tố tụng. Đặc biệt, ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức là ngày 24 tháng 3 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, vì vậy không nên làm những công việc trọng đại, bất kể là đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này sẽ gây ra không ít sóng gió cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn đang có nguy cơ đối mặt với những cuộc tranh luận, cãi vã mà không đạt được mục tiêu nào. Đã vậy, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hỏa khí chung và kẻ tiểu nhân cũng xuất hiện ở thời điểm này để gây ra cho bạn không ít bất lợi. Vì vậy, với bạn tuổi Tý, chớ có nên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhé. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, dù bạn đang gặp được ngày có thiên ấn là cát tinh chiếu mệnh, song với những rắc rối mà bạn phải đối mặt là không hề nhỏ, khiến cho bạn phải tìm đủ mọi cách để xoay sở, công việc cũng khó đạt được hiệu suất ổn định như thường ngày. Các hạng mục và nhiệm vụ đang còn tồn đọng hàng loạt nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này làm cho các chuyện tình cảm của bạn cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Bạn mệnh căng thẳng vì nhiều chuyện, cho nên mất đi sự kiên nhẫn, dễ nổi nóng về những chuyện không đâu. Người ấy cảm thấy tổn thương khi bị trách móc bởi những chuyện mà mình không hề làm, cũng chẳng phải do lỗi lầm của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim gặp bất lợi cho kẻ tiểu nhân giở trò ám hại, bạn cần phải cảnh giác nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy có nguy cơ đối mặt với những cuộc tranh luận,
cãi vã không cần thiết. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, công việc khó đạt được hiệu suất ổn định như thường ngày. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, vất vả tìm đủ mọi cách để xoay sở, giải quyết những rắc rối hiện tại. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 57, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này sẽ gây ra không ít bất lợi cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Sửu khó giữ được sự bình tĩnh, dễ nổi nóng vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt. Chính thái độ không thỏa đáng này của bạn khiến cho bạn gặp phải khá nhiều những rắc rối mà chẳng lường trước được hậu quả của nó sẽ như thế nào. Vì thế, với bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, bạn cần phải điều chỉnh lại bản thân mình sao cho luôn ở trạng thái tốt nhất, giữ sự khiêm tốn, lễ độ và hòa nhã, bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng để tránh xa những phiền toái, xích mích không cần thiết. Dị hòa vi quý với một cái đầu lạnh sẽ giúp bảo vệ cho bản thân bạn được tốt hơn bạn tuổi Sửu nhé. Bù lại, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có được điểm sáng, đó là về tình hình tài chính của bạn có được những dấu hiệu khởi sắc khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được chút lộc lá từ những trò chơi may rủi hoặc là được người khác biếu tặng, tuy nhiên cũng không nhiều. Nhưng với bạn tuổi Sửu rất là vui, tâm trạng của bạn phấn khởi lên nhiều khi bạn phải đối mặt với một ngày khá chi là căng thẳng như thế này. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, khó giữ được sự bình tĩnh, dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, đối mặt với không ít những thách thức trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, mọi chuyện cần phải dĩ hòa vi quý để bảo vệ bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, cần phải điều chỉnh lại bản thân, giữ thái độ khiêm tốn và hòa nhã. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tình hình tài chính có được sự khả quan, kiếm tiền từ các nguồn thu phụ, nguồn thu bên ngoài. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày tài khí ảm đạm khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần chớ nên mạo hiểm trong các kế hoạch đầu tư về tài chính hay là chi tiêu vượt mức dự tính của mình. Và nếu như bạn cứ nhắm mắt dốc tiền vào đầu tư trong ngày hôm nay thì rất khó thu về được lợi nhuận như mong muốn bạn tuổi Dần nhé. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang có nguy cơ mất mát, hao tổn, tổn thất, thua thiệt dẫn tới mất cân bằng về tài chính, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất là với bạn tuổi Dần nên hạn chế các khoản không cần thiết, thận trọng với các quyết định chi tiêu và cố gắng bảo vệ tốt tài sản của mình nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này làm cho bạn có thể là vì thế mà gặp phải những chuyện trục trặc trong tình cảm. Điềm báo tử vi cũng cho thấy các chuyện tình cảm của hai người không có sự gắn kết, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ hiện tại của mình. Và với bạn tuổi Dần, nếu không nhanh chóng nhận ra lỗ hổng trong tình cảm của hai người mà giải quyết triệt để thì có lẽ vết nứt ngày càng lớn, nguy cơ xa cách là rất có thể xảy ra nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, chi tiêu cần phải có kế hoạch tính toán cho thật cẩn trọng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa,
tài khí ảm đạm, chớ nên đầu tư mạo hiểm trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, cần phải xây dựng các kế hoạch bảo vệ về tài sản của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, nguy cơ mất cân bằng về tài chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, gặp phải những chuyện trục trặc trong tình cảm, rạn nứt ngày càng lớn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 81, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc, nâng cao được danh tiếng của bản thân mình. Vì vậy, với bạn tuổi Mão, hãy vận dụng sự linh hoạt, minh mẫn, rồi ứng biến của bản thân vào đúng nơi, đúng chỗ. Chắc chắn với bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh và cả cấp trên nữa. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, đây cũng là ngày phù hợp để cho bạn tuổi Mão làm trong các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, thực hiện các hoạt động về ký kết, xã giao. Bản mệnh có thể sẽ gặp được một vài đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới cho sự nghiệp kinh doanh, thu về lợi nhuận cho mình một cách đáng kể nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ làm giảm đi niềm vui của bạn trong ngày hôm nay bởi gia đạo của bạn đang có nhiều sóng gió. Với bạn tuổi Mão có thể sẽ gặp phải tình huống khó xử với những người lớn tuổi trong nhà. Và lúc này, với bạn không nên nóng nảy thể hiện quan điểm của mình mà cần phải giữ hòa khí, bình tĩnh, sáng suốt để tìm ra cách giải quyết ít tổn hại nhất cho chuyện tình cảm gia đình bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy nên tích cực vận dụng sự minh mẫn rồi ứng biến của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa dễ gặt hái được thành công trong công việc, nâng cao được danh tiếng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ có thể sẽ gặp được đối tác đáng tin cậy, thu về lợi nhuận đáng kể. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, ngày phù hợp để cho những bạn làm trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, ký kết hay là xã giao. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, gia đạo có nhiều sóng gió, chớ nên nóng nảy thể hiện quan điểm của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 59, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp chia chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn có thể sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm. Và ngày này với bạn tuổi Thìn đang có được cát tinh xuôi chiếu sẽ giúp cho bạn mệnh có được nhiều sự may mắn trên con đường tình duyên. Đối với những bạn đang còn độc thân, dễ dàng tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình và đôi lứa cái chuyện tình cảm ngày càng thêm gắn kết hơn. Và trong khoảng thời gian này với bạn tuổi Thìn, cuộc sống của bạn nhìn chung là vô cùng thư thả, không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào đáng phải lo ngại. Và tình hình tài chính của bạn cũng tương đối là ổn định khi bạn đang gặp được ngày của chính tài xôi rọi. Các khoản thu, chi đều không có dấu hiệu bị hao tài. Vì vậy với bạn tuổi Thìn, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí phượng và đây là dấu hiệu cho thấy với bạn cũng đang có những cảnh báo liên quan tới vấn đề về sức khỏe của bản thân mình. Bạn tuổi Thìn đừng quên rằng sức khỏe là vốn quý nhất, khi không có sức khỏe thì khó mà có thể làm được bất cứ việc gì bạn tuổi Thìn nhé.
Về câu quiz cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, dễ dàng tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đón nhiều tin vui bất ngờ trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, sức khỏe đang có dấu hiệu xấu, bạn cần phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn cho bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vận trình thư thả, không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào đáng lo ngại. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, các khoản thu chi đều đều, không có dấu hiệu bị hao tài. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 93, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp phải nhiều trở ngại. Bạn mệnh tuổi Tỵ mệt mỏi vì nhiều lời trách móc, nhắc nhở, do không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dễ mắc phải những sai sót. Nhưng với bạn tuổi Tỵ không chịu chấp nhận rằng một phần trách nhiệm cũng tới từ chính thái độ làm việc chạy mạng của bản thân mình nữa đâu nhá. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải chú ý tập trung hơn, giờ nào làm việc nấy sẽ giúp cho bạn nâng cao được hiệu quả làm việc hơn nữa. Tùy tiện làm việc theo cảm hứng, không tuân thủ theo quy định của tập thể, có thể bạn sẽ bị khiển trách, thậm chí là bị trách phạt. Bị phạt là điều đương nhiên đối với bạn tuổi Tỵ nhá. May mắn là trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, và đây là dấu hiệu đáng mừng cho con đường tình duyên của bạn ngày hôm nay. Đối với những bạn đang còn độc thân, chưa suy nghĩ quá nhiều về tương lai, nhưng khi người ấy xuất hiện, bạn biết mình cần phải giữ lấy người ấy, không để cho tình yêu tuột khỏi tầm tay. Hy vọng của bạn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình nữa rồi đó nhá. Về câu quýt cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, thái độ làm việc chạy mãng có thể sẽ gây ra sai sót. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, công việc gặp phải nhiều trở ngại, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi vì bị trách móc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chớ làm việc theo cảm hứng, không tuân thủ theo quy định chung. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý tập trung hơn, giờ nào làm việc nấy. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đối với những người đang còn độc thân, có được cơ hội chạm tay vào hạnh phúc. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 97, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo mà các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy dưới tác động của các tinh là thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ làm cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là rộng mở. Thu nhập của bạn chủ yếu tới từ công việc kinh doanh buôn bán, cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn vô cùng là hanh thông phát đạt, tiền bạc ào ào đổ về tay nhiều không kể xiết, làm cho bạn không phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính nữa. Và lúc này với bạn tuổi Ngọ, bạn nên mạnh dạn để tiến hành những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu, để mượn phần cát khí do thực thần mang lại để tăng thêm khả năng thành công, mang lại thêm tài lộc về nhà cho mình. Và ngày hôm nay thần tài che chở cho nên mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn với bạn rất chi là nhiều nữa. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, cái chuyện tình cảm của bạn cũng có được sự hài hòa, gia đạo an yên, với những mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà cũng nhanh chóng được hóa giải nhờ có được ngũ hành tương sinh tương trợ. Về cơ bản, làm gì với bạn tuổi Ngọ cũng có được mọi người xung quanh ủng hộ, biết hy sinh và bao dung, cho nên mọi người luôn ở bên cạnh bạn và tháo gỡ cho bạn những lúc gặp phải những khó khăn.
Về câu quyết cho bạn tứ ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, làm ăn được hanh thông phát đạt, tiền bạc ào ào đổ về tay. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, con đường tài lộc đang vô cùng là rộng mở, kinh doanh buôn bán được thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, gia đạo an yên, mâu thuẫn trong nhà nhanh chóng được hóa giải. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, thần tài chia chở, mọi việc trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn rất nhiều. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 28, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài trợ lực. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi đang có được con đường tài lộc, kiếm tiền như nước. Với bạn tuổi Mùi cũng là người chi tiêu rộng rãi, cho nên kiếm nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều, không hề tiết kiệm tới mức thắt lưng buộc bụng nhưng vẫn chi tiêu khá hợp lý. Có thể nói tài khí của bạn có được sự dư dả như ngày hôm nay là nhờ công sức và sự chăm chỉ nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và thời điểm này với bạn tuổi Mùi, công việc của bạn diễn tiến vô cùng là thuận lợi. Bạn mệnh có thể hăng hái nhận được những công việc khó khăn và có tính chất thử thách cao để khẳng định năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, sẽ có một số lúc vất vả, nhưng bù lại, bạn sẽ phát huy được tối đa khả năng, cũng như là giành lấy được sự chú ý của cấp trên, mở ra con đường thăng tiến cho sự nghiệp của mình về sau này. Và ngày này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này sẽ dễ dàng ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mệnh. Cho nên với bạn tuổi Mùi, cần phải cố gắng tập trung cho việc ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý. Đừng có lấy bất cứ lý do nào để biện bạch cho việc bỏ bê sức khỏe của mình bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, con đường tài lộc được dồi dào, kiếm tiền như nước. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công việc được thuận lợi, tiến trình diễn ra trơn tru. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, biết cách chi tiêu hợp lý để duy trì được tài chính ổn định. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có thể chủ động đảm nhiệm các trọng trách lớn, quan trọng để khẳng định năng lực của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ đem đến cho bạn có được nhiều sự may mắn, đặc biệt là liên quan tới công việc ngày hôm nay. Về cơ bản, mọi thứ đều được thuận lợi, bạn tuổi Thân được mọi người nhiệt tình giúp đỡ, có người còn may mắn lọt vào mắt xanh của cấp trên khi chứng minh được năng lực, bản lĩnh của bản thân mình, và bạn có thể sẽ được cất nhắc lên một vị trí cao hơn là nhờ vậy. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, sẽ chia chở cho bạn, mang lại cho bạn có được nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Đối với những bạn đang còn độc thân, khá chi là đào hoa khi được nhiều đối tượng theo đuổi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá tự cao nếu như không muốn bị tổn thương. May mắn đang mỉm cười với bạn, một nửa định mệnh của bạn sẽ xuất hiện sớm mà thôi bạn tuổi Thân nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, đây là một ngày cát khí lan tràn, cho nên rất thích hợp cho việc ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn hay là xuất hành hay là khai ngoài phong thủy cũng rất tốt. Việc kinh doanh, buôn bán diễn ra vô cùng là thuận lợi, giúp cho tài lộc của bạn tăng tiến không ngừng, thoải mái trong việc chi tiêu nữa rồi.
Vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy luôn được mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ đón tin vui trong chuyện tình cảm, đào hoa vượng sắc. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc được cấp trên nâng đỡ, cất nhắc lên vị trí phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim ngày thích hợp để ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ánh kim, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, làm cho bạn đang có họa tiểu nhân đe dọa tới vận trình của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu đang có nguy cơ bị kẻ xấu vây hãm, ném đá giấu tay, khiến cho công việc của bạn gặp nhiều trở ngại và gặp phải bất lợi lớn. Với bạn tuổi Dậu chẳng thể hoàn thành được công việc đúng như kỳ hạn, hiệu suất công việc bị giảm sút, thậm chí còn có thể xảy ra một vài khúc mắc với đồng nghiệp, khiến cho tình hình ngày càng thêm căng thẳng, gay go hơn. Và trong ngày chủ nhật này, với bạn tuổi Dậu, bạn đang bị hung tinh đe dọa, bỏ vây, cho nên với bạn cũng chớ nên vội vàng, bất chấp tất cả để đầu tư mạo hiểm. Với bạn có thể sẽ mất tiền, mất bạc vì không tính toán cẩn trọng. Bạn đừng có để cho cái tham lam chia mở mắt mình mà rơi vào tình cảnh trắng tay bạn tuổi Dậu nhé. Bù lại, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất nồng nàn. Bạn đừng quên hâm nóng tình cảm để duy trì ngọn lửa tình yêu về lâu dài. Một bữa tối lãng mạn hoặc là một buổi đi chơi riêng là một trong những sự lựa chọn không tồi cho bạn trong ngày hôm nay. Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy không thể hoàn thành được công việc đúng hạn, hiệu suất bị giảm sút. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tiểu nhân đe dọa tới vận trình, có nguy cơ bị ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chớ nên vội vàng, bất chấp tất cả để đầu tư mạo hiểm. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có thể xảy ra một vài khúc mắc với đồng nghiệp, bạn bè. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, mối quan hệ tình cảm với nửa kia rất nồng nàn. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 53, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này sẽ tác động không tốt lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn đang để cho những kẻ tiểu nhân phá đám, làm gì cũng cần phải hết sức cẩn trọng, tính toán trước sau cho chu toàn bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, khi tiến hành mọi việc, dù là việc lớn hay là việc nhỏ, đều cần phải suy tính cặn kẽ, đừng có manh động, kéo lại rước họa vào thân, tiền mất tật mang. Kiểm soát về cảm xúc tuy không phải là chuyện quá khó khăn với bản mệnh, nhưng nó cũng không hề dễ dàng gì khi tinh thần của bạn đang bị quá nhiều thứ bên ngoài chi phối. Và dù thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải điềm tĩnh để xử lý tình huống rất có lợi cho bản thân mình trong lúc này nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cái điều này vẫn giúp cho bạn đang có được điểm sáng khi bạn đang có được nguồn thu nhập từ công việc chính khá chi là vững vàng. Cho nên, tài lộc của bạn có được sự rộng rãi, thoải mái trong việc chi tiêu mà không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc ngày hôm nay. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, làm gì cũng cần phải cẩn trọng, tính toán trước sau cho chu toàn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, vận trình ảm đạm do kẻ tiểu nhân phá đám. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, trong hoàn cảnh nào cũng cần phải điềm tĩnh để xử lý tình huống. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc
thuộc mệnh kim, chớ manh động trong ngày, kẻo lại rước họa vào thân, tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tài lộc rủng rỉnh, nhờ có được thu nhập ổn định. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 42, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù gọi phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Mão. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp được vận quý nhân tam hợp trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi, việc hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán được suôn sẻ, lợi nhuận đem về túi không hề ít. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương sẽ có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Nếu như bạn làm thêm cũng sẽ có được nhiều lợi nhuận bất ngờ từ việc làm thêm hay là kinh doanh buôn bán nghề tay trái. Việc đạt được hiệu suất cao cũng sẽ được thưởng nóng theo doanh thu của doanh nghiệp nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, sự tương trợ của chính ấn chiếu mệnh, dù khối lượng công việc của bạn khá nhiều nhưng bản mệnh có được sự thông minh, tháo vát, lại quan hệ rộng rãi cho nên làm việc có được sự trôi chảy, đều đều, khó khăn ắt sẽ có quý nhân phù trợ, giúp đỡ về cơ bản. Nếu như bạn giữ được thái độ sống hài hòa, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn với bạn rất nhiều nữa. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành tương xung, điều này làm cho các chuyện tình cảm của bạn bị ảnh hưởng ít nhiều vì những chuyện không đâu mà hai bên quay sang giận hờn, cãi vã, quả thực là không đáng. Với bạn tuổi Hợi, bạn đừng có để cho không khí gia đình ngột ngạt như vậy, cái điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới tinh thần và các thành viên trong gia đình nữa bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa đạt được hiệu suất cao, có thể được thưởng nóng theo doanh thu của doanh nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, công việc được thuận lợi, việc hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán được suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, vận trình được trơn tru nhờ thái độ sống hài hòa. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, làm việc trôi chảy, khó khăn ắt sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đôi lứa xảy ra cãi vã, giận hờn vì những chuyện nhỏ nhặt. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 86, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng click like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!